Rồi trong cái trang chủ nè, chúng ta sẽ làm một cái menu để nó liên kết đến các trang khác. Như vậy giả sử như thầy làm trang chủ, trang sản phẩm, trang giới thiệu, trang liên hệ. Mình có trang đăng nhập và đăng ký của hôm trước của chúng ta có làm rồi đó, thì chúng ta sẽ liên kết vào. Như vậy để liên kết được các trang này thì trong thư mục của mình các bạn chuẩn bị cho thầy. Ví dụ ở đây thầy muốn liên kết đến trang giới thiệu thì thầy tạo trước một cái trang giới thiệu, trang liên hệ, trang sản phẩm. Đó là mình có những cái trang riêng. Được chưa nào? Như vậy cái trang liên hệ hoặc trang đăng ký gì đó thì hôm trước chúng ta đã làm rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có copy cái sub code của nó vô cái thư mục của mình thôi. Trang giới thiệu là mình có cái form là có trang đăng nhập á, ví dụ như là username, password gì đó thì chúng ta làm hôm trước rồi. Chúng ta chỉ có copy cái nội dung vô đây. Bây giờ thầy giới thiệu các bạn là trang giới thiệu nè, trang liên hệ, trang sản phẩm. Như vậy trang giới thiệu của thầy, thầy chỉ mới làm đơn giản để cho nó có nội dung thôi, là nó chỉ xuất hiện cái nội dung. Trang liên hệ chỉ có vậy. Trang sản phẩm thì thầy mới làm thì nó ra được một cái trang sản phẩm. Vậy bây giờ ở trong cái trang chính chúng ta làm thế nào để nó liên hệ được với các trang kia? Thì các bạn sẽ sử dụng ở chỗ này giúp cho thầy một cái đoạn ở trên cùng nè. Một cái đoạn ở trên cùng, ngay phía sau body các bạn thấy cái thẻ A không? Thẻ A là cái thẻ tạo ra để liên kết đến các trang khác. Như vậy cấu trúc của thẻ A thì nó sẽ có một là cái H reference, là nó để viết tắt là href, H reference bằng, muốn liên kết đến trang sản phẩm thì bạn gõ sản phẩm.html và phía bên này nó xuất hiện cái chữ là sản phẩm. Tương tự như vậy, nếu như bạn liên kết đến giới thiệu thì bạn để là cái này là cái mà hiển thị ra menu. Còn cái chữ mà giới thiệu.html nó nằm trong cái thẻ href là để nó liên kết đến. Như vậy nếu mà trong trường hợp bạn tạo ra một cái thẻ mới, tạo ra một cái thẻ mới và cái thẻ này mình không liên kết đến đâu hết, mình mới tạo ra, thì các bạn để cái dấu than cho nó khỏi bị lỗi, dấu than. Và chỗ này thầy để là ví dụ như là đăng ký, đăng ký. Rồi mình chạy lại cái trang của mình coi. Đây đăng ký nè. Nhưng mà nếu mà mình để như vậy á, chỗ liên hệ với đăng ký nó gần nhau thì nhìn nó khó nhìn. Thì ở bên trong cái phần soạn nè, phía sau phần liên hệ, nếu mà các bạn có khoảng trắng mà các bạn không có thêm bất kỳ ký tự nào thì tự động nó cắt hết khoảng trắng, nó bỏ đi luôn. Nó bỏ. Nên là chúng ta nhìn chúng ta thấy nó liền nhau, nó sát nhau. Như vậy chỗ này thầy mới thêm cái ký tự dấu đứng này nè. Dấu đứng này để cho nó có cái khoảng cách, mình nhìn cho nó dễ. Như vậy phía sau phần liên hệ các bạn nhấn shift, các bạn thêm cái dấu đứng này vào. Thì ở bên cái trang của chúng ta đó, nó cách ra, nhìn nó dễ nhìn. Nhìn nó dễ nhìn. Như vậy chúng ta thêm đăng ký. Mà trong cái đăng ký này chúng ta chưa liên kết được với đâu hết thì chúng ta lít chuột vô là nó không nhảy. Nhưng mà cái trang giới thiệu bấm vô nó nhảy đến trang giới thiệu. Thì các bạn sẽ soạn thảo cái trang giới thiệu, ví dụ như là họ tên, mã số sinh viên, hình ảnh, sở thích rồi gì đó, gọi là trang giới thiệu. Bét lại. Trang liên hệ cũng tương tự như vậy. Trang sản phẩm thì đây là trang sản phẩm, thầy đã tạo ra các cái sản phẩm dựa trên một cái trang web, dựa trên một cái trang web. Các bạn có thể làm cái sản phẩm hôm trước là bánh kinh đô hay là giày gì mà hôm trước chúng ta đã soạn thảo bằng Figma đó, thì bây giờ mình làm lại bằng cái này. Và cái cấu trúc này thầy hướng dẫn cho các bạn làm ở cái đoạn này thôi chứ không cần đi sâu. Ví dụ làm lại được cái mà thầy đang làm trên bảng là tốt rồi.
chứ mình không cần đi sâu hơn từng cái thuộc tính của CSS, nó rất là nhiều. Thì ở trên này thầy hướng dẫn làm phần nào thì các bạn chỉ cần làm phần đó là đạt. Còn nếu như bạn nào muốn thêm thì các bạn sẽ nghiên cứu thêm, còn không thì chúng ta chỉ cần đến đây thôi. Đây là phần menu, các bạn chỉ cần thêm các cái thẻ A, thêm thẻ A. Bạn muốn liên kết với trang nào thì bạn đưa cái tên của cái file vô đây và cái chữ ở chỗ này, bạn muốn đưa chữ gì thì nó ra chữ đó. Sau rồi thì cái phần soạn thảo phía dưới của mình nè, như vậy bạn sẽ copy thử cái này vô cái trang web của mình, bạn đặt ở trên phía đầu á, bạn xem thử nó như thế nào. Khi mà các bạn bấm vô cái sản phẩm là nó sẽ bị lỗi, bởi vì trên cái phần của các bạn chưa soạn thảo sản phẩm.html thì nó liên kết đến nó sẽ lỗi. Và mình muốn không lỗi thì ở bên cái thư mục của mình, mình tạo ra một cái file sản phẩm.html, được không? Đó là thẻ A để tạo menu.